Thủ tướng Jordan bỏ phiếu tại thành phố quê nhà, tin từ Seoul. Thủ tướng Abdullah Ansur đã đi bỏ phiếu tại thành phố Seoul là thành phố quê nhà và nói rằng cuộc bầu cử ngày hôm nay là một cuộc bầu cử minh bạch, công bằng. Chính phủ không có ứng cử viên và cũng không ủng hộ ai, sẽ không nhắm mắt đối với mọi sự gian lận, mua phiếu. Kể từ cuộc bầu cử ngày hôm nay, người dân Jordan có thể bắt đầu mở một chương lịch sử cải cách chính trị mới. Đây chỉ là bước khởi đầu trên con đường tiến tới dân chủ.